Lưu Thiên Hương tiết lộ tình trạng Hồ Hoài Anh tại Tây Ban Nha. Giữa những ồn ào bủa vây Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương chính thức lên tiếng tiết lộ những thông tin mới. VTC dẫn theo Daily Mail đưa tin, một cô gái 17 tuổi người Anh ở đảo Majorca, Tây Ban Nha, tố cáo rằng cô bị hai nghệ sĩ Việt Nam cưỡng hiếp. Thiếu nữ khai với cảnh sát rằng sự việc diễn ra tại một khách sạn ở Andras, phía tây nam của hòn đảo vào cuối tuần trước, sau cuộc gặp của cô với hai nghệ sĩ này tại một nhà hàng gần đó. Cũng theo Daily Mail, cô gái khai trong hai kẻ cưỡng hiếp mình, một người là diễn viên 37 tuổi, người còn lại là nhạc sĩ 42 tuổi. Họ đều là những nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam. Ngay khi thông tin này được đăng tải, cư dân mạng Việt gọi tên Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Bởi hiện tại, Hồng Đăng 37 tuổi, Hồ Hoài Anh 42 tuổi. Cả hai đang ở Tây Ban Nha, trùng khớp với những thông tin của Daily Mail. Trước những ồn ào trên mạng xã hội, Lưu Hương Giang, vợ của Hồ Hoài Anh, đi cùng chồng trong chuyến đi im lặng. Thay vào đó, nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, chị vợ nam nhạc sĩ, chia sẻ với báo Thanh Niên rằng Hồ Hoài Anh cùng gia đình dự kiến về Việt Nam trong đêm nay. Đêm nay, vợ chồng Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang cùng con sẽ bay về Việt Nam. Họ đi châu Âu 4 nước, từ một lời mời tham dự chương trình golf bên đó. Lưu Thiên Hương nhấn mạnh với báo Thanh Niên, tôi nghĩ Hồ Hoài Anh không liên quan những ồn ào trên mạng đâu. Hồ Hoài Anh là nghệ sĩ nổi tiếng, làm sao có thể làm như thế được? Tại nước mình còn không dám huống hồ ra nước ngoài, điều đó rất vô lý. Chị cũng xác nhận sự cố mất điện thoại và hộ chiếu của Hồ Hoài Anh. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa sau khi nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán. Nam nhạc sĩ có thể về nước ngay trong đêm nay. Về vợ của diễn viên Hồng Đăng cũng tiết lộ chồng bị mất điện thoại và phải lập một tài khoản khác để liên lạc với vợ. Cứ tưởng em đang chat với người lạ, chồng em chắc lại mất điện thoại, lần thứ N. Chuyến nào đi cũng có vấn đề. Thôi, may bố tướng nhà em sắp về rồi. Thời điểm Hồ Hoài Anh lưu lại Tây Ban Nha trùng hợp với ồn ào mới đây liên quan đến vụ cô gái 17 tuổi bị cưỡng hiếp. Theo tờ Mirror, hai nghi phạm 37 và 42 tuổi được mô tả là diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Điều này dấy lên nhiều tin đồn xoay quanh sự việc. Chia sẻ với Thanh Niên về điều này, Lưu Thiên Hương nói, tôi nghĩ Hồ Hoài Anh không liên quan những ồn ào trên mạng đâu. Hồ Hoài Anh là nghệ sĩ nổi tiếng, làm sao có thể làm như thế được? Tại nước mình còn không dám huống hồ ra nước ngoài, điều đó rất vô lý. Đồng thời cô cũng cho biết Hồ Hoài Anh có gặp sự cố trong chuyến đi khi bị mất điện thoại và hộ chiếu. Tuy nhiên sau khi nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán, mọi chuyện đã ổn thỏa và có thể về nước trong đêm nay. Cô cho biết Hồ Hoài Anh gặp một số vấn đề nên mất visa và điện thoại nhưng đã giải quyết được. Hiện nay anh và gia đình sẽ trở về nước vào đêm 1 tháng 7.